Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, trong vòng 20 năm trở lại đây, Hải quân Việt Nam đã và đang chú trọng đến việc hiện đại hóa để vươn lên trở thành một lực lượng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Minh chứng rõ ràng nhất là những bản hợp đồng vũ khí lên đến hàng tỷ đô như tàu ngầm Kilo 636 hay tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9. Tuy nhiên, bên cạnh những bản hợp đồng đó cũng không thể không nhắc đến những vũ khí, khí tài quân sự được định danh Made in Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng mình muốn nhắc đến tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 lớp Monia, một trong những trang bị đã góp phần không nhỏ vào quá trình thay máu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem loại tàu này có uy lực đến như thế nào nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về tàu tên lửa 1241.8 Monia. Đây là tàu tên lửa được Nga sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong đó nước ta đã đặt mua 8 chiếc, với 2 chiếc do Nga trực tiếp đóng, 6 chiếc còn lại Nam thực hiện theo cấp phép của Nga. Trên cơ sở chuyển giao công nghệ và giám sát của Viện Thiết kế AMAT, hai chiếc 1241.8 đầu tiên được Nga chính thức bàn giao từ 2005 đến năm 2007. Nhà máy Ba Son đóng 6 chiếc còn lại từ năm 2010 và hoàn tất vào năm 2016. Tàu tên lửa thuộc lớp Monia 1241.8 là loại chiến hạm nhỏ gọn, nhưng lại có tốc độ cao khoảng 80 km/h. Bên cạnh đó, nó sở hữu ra hỏa lực vô cùng mạnh, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tàu chiến, tàu vận tải, tàu đổ bộ của đối phương, cũng như các phương tiện mặt nước khác, một cách độc lập hoặc cũng có thể là theo biên đội. Bên cạnh đó, nó còn có thể chi viện hỏa lực cho các lực lượng khác một cách hiệu quả, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu của vùng 2 nói riêng, cũng như quân chủng hải quân nói chung. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng, trên thế giới ít có loại tàu tên lửa tấn công nhanh nào cỡ nhỏ, mà lại có hỏa lực mạnh đến như vậy. Monia 1241.8 có lượng choán nước đầy tải là 550 tấn, chiều dài 56,1 m, chiều rộng 10,2 m, độ mớn nước 2,14 m, vận tốc tối đa 38 hải lý/h giờ, với tổng số thủy thủ đoàn là 40 người, tuy không quá lớn, thế nhưng sức mạnh của chúng chẳng thua kém gì các khinh hạm cỡ 2.000 đến 3.000 tấn. Vũ khí chính của Monia là tên lửa chống hạm cận âm 3M24 Uran-E với 16 đạn, được bố trí ở 4 bệ phóng hai bên sườn tàu. Loại tên lửa này với tầm bắn lên đến 130 km, có khả năng đánh chìm chiến hạm, tàu đổ bộ hay tàu vận tải, có lượng dẫn nước đầy tải lên tới 5.000 tấn, chỉ bằng một phát bắn duy nhất, với quỹ đạo bay cực thấp chỉ 3-5 mét trên mặt biển. Thậm chí nếu khai hỏa một nửa số đạn, chỉ chọn đúng mục tiêu duy nhất thì chúng đủ khả năng để đánh chìm khu trục hạm cỡ 10.000 tấn. Giới truyền thông đã từng nhận định về uy lực của loại tên lửa này như sau. Nếu để biên đội tàu của kẻ địch tiếp cận tàu tên lửa tấn công Monia ở cự ly phóng hiệu quả, thì rất có thể nhóm tàu đối phương sẽ phải hứng chịu cơn mưa tên lửa vô cùng khủng khiếp. Hàng chục quả tên lửa diệt hạm KH-35 với diện tích phản xạ radar rất nhỏ, lại bay cực thấp, bám đỉnh sóng vô cùng khó phát hiện, chúng sẽ như một bầy sói nhanh chóng lao đến tấn công cùng lúc và từ nhiều hướng, khiến cho các hệ thống phòng thủ của tên lửa đối phương bị quá tải, đánh chặn không xuể và bị xuyên thủng. Nhận định như vậy đủ để thấy được sức công phá khủng khiếp của hệ thống này đến như thế nào rồi phải không hát? Ngoài tên lửa 3M24 Uran-E, tàu còn được trang bị hai pháo phòng không cao tốc AK-630m 30mm với tốc độ bắn 5.000 phát trên 1 phút, một pháo hạng tự động AK-176m, cỡ nòng 76,2mm, tầm bắn 15km, tốc độ 130 phát trên 1 phút, và 12 tên lửa phòng không tầm thấp IGLA 1m. Về thiết bị điện tử, tàu được trang bị radar trình sát mục tiêu trên không, mạng pha 3 chiều Polytime 1, radar trình sát mặt nước Gamon 3, radar điều khiển và kiểm soát hỏa lực pháo tên lửa Mister 123 cùng hệ thống đối kháng điện tử, phóng mồi bẫy ngụy trang TK-10. Ưu thế vượt trội của tàu tên lửa tấn công lớp Monia được thể hiện ở độ tin cậy, linh hoạt, kết hợp với vũ khí mạnh, số lượng lớn, cùng tốc độ cực cao, đã biến nó thành mối đe dọa nguy hiểm đối với bất cứ một lực lượng hải quân nào. Sở hữu được những đặc điểm nổi bật trên, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia 1241.8 được đánh giá là phù hợp với điều kiện chiến tranh phi đối xứng, đặc biệt là có thể hỗ trợ tích cực cho các nước có tiềm lực hạn chế, nhưng rơi vào thế đối đầu với những cường quốc có nhiều tàu to, súng lớn. Nhằm thực hiện chiến thuật đánh nhanh, rút nhanh với tình hình của Việt Nam hiện nay, tập trung vào lớp chiến hạm nhỏ, nhẹ, nhưng đầy uy lực này là một chiến lược rất đúng đắn để tạo nên một thế trận phòng thủ biển đảo vững chắc. Phân tích như vậy để chúng ta có thể thấy được rằng, tàu tên lửa thuộc lớp Monia 1241.8 vừa có uy lực khủng,
lại vừa phù hợp với những điều kiện tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam phải không hát? Các bạn có đồng ý với quan điểm này không? Để lại comment chia sẻ ngay dưới video này nhé các bạn thân mến. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chính thức sở hữu biên đội 8 tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc lớp Monia nhờ sự sáng tạo, tài năng của các kỹ sư Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Những chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh Monia 1241.8 đã lần lượt ra đời, được đưa vào biên chế. Điều này đã tạo nên một bước ngoặt mới trong công cuộc hiện đại hóa của quân đội nhân dân nói chung và lực lượng quân nhân dân Việt Nam nói riêng. Cả nước vui mừng trước sự tiến bộ không ngừng của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của Ba Son trong việc làm chủ công nghệ mới, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và có nhiều sáng kiến nhằm cải tiến về mặt kỹ thuật, từ đó tiết kiệm tới 300 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Điều quan trọng là Ba Son đã làm chủ được công nghệ, đặc biệt là về đóng tổng đoạn và tự động hóa công nghệ hợp kim hàn titan, những công đoạn được đánh giá là hóc búa nhất, qua đó phần nào rút ngắn được về mặt thời gian thi công, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất cho mỗi con tàu. Theo như chia sẻ của các kỹ sư, thách thức lớn nhất là kỹ thuật gia công hợp kim titan và đặc biệt là công nghệ hàn titan, đây vốn đều được coi là những bí mật quốc gia. Thế nhưng Ba Son vẫn tìm ra được lời giải. Sau những bỡ ngỡ khi đóng cặp tàu tên lửa đầu tiên, đội ngũ kỹ sư và công nhân của Ba Son đã rút ngắn được tiến độ thi công, thậm chí thời gian đóng cặp tàu tên lửa đầu tiên, Ba Son còn thực hiện nhanh hơn so với Nga, quốc gia đã khai sinh ra nó. Trong bối cảnh đó, khi mà Việt Nam ta đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, thì việc giới thiệu đến bạn bè quốc tế để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu cũng đã đến thời gian chín muồi. Và quả thực đúng như vậy, mẫu tàu Monia Made in Việt Nam đã chính thức xuất ngoại lần đầu tiên, chinh phục hoàn toàn những vị khách quốc tế tại triển lãm InJoJep 2018. Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng, đánh dấu một bước phát triển mới của công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam nói chung và Tổng công ty Ba Son nói riêng. Tất nhiên thì từ khâu xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, cho đến ký được những bản hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sẽ còn phải tốn nhiều thời gian nữa. Mọi việc chắc chắn sẽ không dễ dàng. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải được sự đồng thuận của Nga để xuất khẩu loại tàu này, đồng thời cung cấp những vũ khí cũng như là trang bị gắn trên tàu mà nước ta chưa tự sản xuất được. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng các tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, sản phẩm được mệnh danh là tinh hoa vũ khí Việt Nam, sẽ sớm chinh phục được khách hàng nhờ những thế mạnh riêng có của mình. Đầu tiên, bản thân con tàu đã sở hữu những ưu điểm vượt trội về các đặc tính kỹ chiến thuật như chúng mình đã phân tích ở trên. Thứ hai, Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ đóng mới loại tàu này, đủ khả năng để sản xuất hàng loạt một cách nhanh chóng, nhất là khi cơ sở vật chất kỹ thuật của Tổng công ty Ba Son tại Bà Rịa Vũng Tàu đã được xây mới vô cùng hiện đại, sẵn sàng đáp ứng bất kỳ một đơn hàng xuất khẩu nào trong thời gian tới. Đồng thời, với việc làm chủ được công nghệ, áp dụng thêm nhiều cải tiến kỹ thuật, cho phép tiết kiệm tối đa chi phí, giảm giá thành chế tạo, nên sản phẩm có tính cạnh tranh cao, được đánh giá là rất phù hợp với những quốc gia có tiềm lực kinh tế hạn chế. Với tất cả những triển vọng đó, rất hy vọng trong thời gian không xa, những chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia Made in Việt Nam sẽ được góp mặt trong biên chế lực lượng hải quân nhiều nước, mở cánh cửa và đưa tinh hoa của vũ khí Việt Nam đến với thế giới rộng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm vừa qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đóng thành công tàu tên lửa lớp Monia, tàu pháo TT-400 thành phố, tàu quân y, tàu chở quân, tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ, tàu cảnh sát biển đa năng doanh nghiệp 2000, tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng. Đây có thể thấy là bước trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta, khẳng định trí tuệ và năng lực của Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ cũng như kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại hơn trong tương lai. Theo một bài đăng trên báo Quân đội Nhân dân Online ngày 5 tháng 9 có đoạn, với năng lực đã được đầu tư, các đơn vị đóng tàu quân sự hiện nay có khả năng đóng mới nhiều loại tàu, từ tàu mặt nước của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, cho đến tàu chống ngầm, tàu tên lửa thế hệ mới. Qua đây có thể thấy được rằng, dường như là ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đang nghiên cứu về đóng tàu chống ngầm và rất có thể tàu này sẽ lên đến 2.000 tấn. Trên thực tế thì việc đóng tàu săn ngầm cỡ lớn có phần dễ hơn so với tàu tên lửa cỡ lớn do công nghệ ít hơn trong hoạt động săn tìm tàu ngầm. Điều quan trọng là phát triển hệ thống phát hiện thủy âm hay còn gọi là sonar. Đây cũng là lĩnh vực được Viện Kỹ thuật Hải quân chú trọng trong thời gian qua. Về mặt trang bị vũ khí, tàu săn ngầm sử dụng các loại như ngư lôi hạng nặng chống ngầm, bệ phóng rocket săn ngầm. Đây đều là những vũ khí được Việt Nam tự chế tạo được trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tàu tên lửa cần phải phát triển đa dạng hơn, từ hệ thống radar điều khiển hỏa lực tiên tiến, phối hợp với chỉ thị tầm xa, để tên lửa có thể đánh trúng mục tiêu đến phần khung thân, phải làm sao để đảm bảo kết cấu sau nhiều phát bắn. Bên cạnh đó, dự án sản xuất tên lửa chống hạm Made in Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, thế nên việc tự đóng tàu tên lửa có lượng choán nước tới 2.000 tấn vẫn gặp nhiều khó khăn hơn so với việc đóng tàu săn ngầm tương tự. Có thể nói, việc tự đóng mới tàu chiến hiện đại lên đến 2.000 tấn chính là sự nỗ lực không nhỏ
là thành tựu quan trọng của toàn quân ta nói chung và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nói riêng, góp phần to lớn trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục có những dự án nghiên cứu và chế tạo tàu chiến mới trong nước, đáp ứng lòng mong mỏi của toàn quân và toàn dân ta. Đáp ứng lòng mong mỏi của toàn quân và toàn dân ta. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Bão số 6 dự kiến mang mưa lớn đến vùng Đông Bắc Trung Quốc trong vài ngày tới. Tin bão mới nhất của China Daily cho hay, trong khi các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm của Trung Quốc đang tính toán thiệt hại của mưa lũ do bão số 6, thì Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn trong bão số 6 có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của khu vực này. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của thành phố Thượng Trí tỉnh Hắc Long Giang đang đình chỉ các hoạt động tại các khu vực trọng điểm trên toàn thành phố từ thứ Năm đến Chủ nhật. Thượng Trí là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lớn và gió mạnh trong thời gian gần đây. Dự báo bão mới nhất của cơ quan khí tượng Thượng Trí lưu ý, bão Kanun sẽ gây mưa từ 50 đến 70mm trong thành phố trong 3 ngày tới. Cùng với tác động của bão số 6, Thượng Trí sẽ còn phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, cơ quan khí tượng Thượng Trí cảnh báo. Bão số 6 đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, đồng thời gây ra lũ lụt và mất điện ở Hàn Quốc, mặc dù sự gián đoạn dường như ít hơn dự kiến, theo Bloomberg. Tin bão của Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp của Mỹ cho hay, cơn bão số 6 giảm sức mạnh khi đi qua khu phi quân sự liên triều. Reuters cũng xác nhận bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Triều Tiên. Tuy nhiên, tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về đường đi của bão số 6 khi cơn bão này sẽ chịu ảnh hưởng của bão Lan, bão số 7. Bão số 7 đang hoạt động ở phía đông của bão số 6 và đang hướng về phía Nhật Bản. Sau khi đổ bộ, bão số 6 có thể bị gió của bão số 7 đẩy đi về phía Tây. Giang Linh, nhà dự báo thời tiết trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định, nếu lực này đủ mạnh, bão số 6 có thể tiến vào vùng biển phía đông của Hoàng Hải, bà Giang nói. Quan chức Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông tin thêm, khi mạnh lên, bão số 7 sẽ tiếp tục chuyển hơi nước đến bão số 6. Về phần mình, bão số 6 sẽ duy trì sức mạnh khi đi về phía Bắc và gây mưa lớn hơn cho các khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Bão số 6 dự kiến mang theo gió mạnh có thể gây thiệt hại cho các loại cây trồng cao như ngô. Tính đến thứ tư tuần qua, hơn 370.000 người ở Hắc Long Giang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn và 258.000 ha cây trồng đã bị ngập lụt. Trong khi đó, tại Phù Dư, tỉnh Cát Lâm, một phần đê sông La Lin bị vỡ trong sáng thứ tư do nước sông dâng cao. Cư dân gần khu vực vỡ đê đã được giới chức sơ tán tới vùng lân cận. Trong diễn biến liên quan tới mưa lũ Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc thông tin ngày thứ 6 có 29 người thiệt mạng, 16 người khác vẫn mất tích trong các thảm họa do đợt mưa lớn gần đây gây ra ở tỉnh này. Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá 111 quận, huyện và thành phố trong tỉnh Hà Bắc. Tỉnh Hà Bắc gánh chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp 95,81 tỷ nhân dân tệ, khoảng 13,38 tỷ đô la Mỹ. Khi bão số 6 tiến vào, Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4. Tại tỉnh Liêu Ninh, nỗ lực phòng chống bão lũ đang được triển khai. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc ngày thứ 6 tiếp tục phát cảnh báo màu xanh cho cơn bão thứ 6 trong năm nay ở Trung Quốc. Bão số 6 dự kiến mang theo gió giật và mưa lớn đến các tỉnh phía Đông Bắc Trung Quốc. Tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC thông tin, bão số 6 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h. Dự báo bão cho hay, bão dự kiến di chuyển vào tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc hoặc tan ở các khu vực gần biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Do bão số 6, mưa lớn đã được dự báo xảy ra ở Cát Lâm và Hắc Long Giang tới chiều thứ Bảy. Trong giai đoạn bão đổ bộ, gió mạnh dự kiến xuất hiện ở một số khu vực của biển Bột Hải và Hoàng Hải, bán đảo Liêu Đông và bán đảo Sơn Đông, cũng như một số khu vực của Cát Lâm và Hắc Long Giang. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương chuẩn bị ứng phó khẩn cấp với bão và duy trì cảnh giác cao với lũ lụt và thảm họa địa chất. Thông tin về tình hình ứng phó với bão ở thành phố biên giới Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đài CGTN cho hay, các quan chức thời tiết địa phương thông tin bão số 6 di chuyển từ bán đảo Triều Tiên vào tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc trong đêm thứ 6 đến rạng sáng thứ 7. Lee Runhan, lãnh đạo đài quan sát khí tượng Đan Đông, nhận định bão số 6 dự kiến di chuyển vào tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có khả năng bão sẽ tan dần ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên trong vài ngày tới. Đan Đông được dự báo có mưa vừa phải và gió yếu dần.
Để ứng phó với bão số 6, giới chức địa phương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để cảnh báo và sơ tán người dân cũng như du khách. Hơn 2.000 tàu đánh cá đã trở về bến cảng để trú ẩn. Các hoạt động đánh bắt xa bờ và vận chuyển hành khách tạm dừng. Các điểm du lịch dọc sông cũng như các tàu tham quan cũng tạm thời dừng hoạt động. Theo Tân Hoa Xã, 23.000 cư dân ở Tuy Lan, thành phố tỉnh Cát Lâm đã được sơ tán để tránh lũ lụt do mưa lớn của bão Kanun gây ra. Những cư dân sơ tán từ 20 thị trấn khác nhau và hơn 4.000 người trong số này đã được chuyển đến 62 địa điểm trú ẩn tạm thời kể từ thứ Tư. Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt của Tuy Lan đã phát hành văn bản khẩn cấp vào thứ Năm yêu cầu sơ tán cư dân ở những khu vực lũ lụt gần các con sông, các vùng trũng thấp, những nơi dễ xảy ra lũ quét và thảm họa địa chất. Tuy Lan đã trải qua thời tiết mưa liên tục kể từ đầu tháng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Cũng liên quan tới thiên tai ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày thứ Bảy cho hay, 2 người chết và 16 người khác mất tích sau khi mưa lớn dẫn tới lở đất đá ở ngoại ô Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày thứ Sáu tại một ngôi làng thuộc thị trấn Luân Chấn, ngoại ô Trường An, thành phố Tây An. Đá và bùn đất sạt lở làm hư hại hai nhà dân, cũng như đường xá, cầu cống và các cơ sở cung cấp điện. Chưa thoát mưa lũ, bão số 6 lại gây hậu quả nặng nề ở Trung Quốc. Bão số 6 gây lở đất chết người ở Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử. Lở đất do mưa xối xả vì ảnh hưởng của bão số 6 đã làm ít nhất 2 người ở ngoại ô thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc thiệt mạng, 16 người mất tích. Đường xá, cầu và nguồn điện bị hư hại do mưa lớn, ít nhất 20 chuyến tàu chở khách tạm dừng hoạt động. Các chuyến tàu ở Thẩm Dương, thành phố lớn nhất của Đông Bắc Trung Quốc và tỉnh Liêu Ninh lân cận bị dừng hoạt động từ ngày thứ Bảy do hàn lưu của cơn bão mạnh tàn phá khu vực. Sau khi tấn công miền Nam Nhật Bản vào đầu tuần trước, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi qua Triều Tiên, từ Hàn Quốc vào ngày thứ Sáu và đến Trung Quốc. Nhiều vùng của Trung Quốc hứng chịu mưa lớn và lũ lụt vào mỗi mùa hè, nhưng năm nay thời tiết nghiêm trọng bất thường xảy ra ở một số khu vực, trong khi các khu vực khác phải vật lộn với hạn hán gây thiệt hại cho mùa màng. Tân Hoa Xã đưa tin, bản tin dự báo thời tiết của Cục Khí tượng tỉnh Cát Lâm cho biết sẽ có mưa lớn tại 7 thành phố, đồng thời cảnh báo rằng các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Những khu vực này có thể có lượng mưa tối đa 40mm mỗi giờ. Cho đến nay, khoảng 23.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Tuy Lan, tỉnh Cát Lâm. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong khu vực. Tổng cộng 142 người trên toàn quốc đã thiệt mạng do lũ lụt, lở đất và lũ lụt trên núi trong tháng trước, theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp. Trong khi đó, tổng số người thiệt mạng vì đợt mưa lũ kỷ lục trên khắp miền Bắc Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 78 người, bao gồm 33 người ở Bắc Kinh. Số người chết vì lũ lụt ở tỉnh Hà Bắc tăng lên 29 sau khi bão số 5 đổ bộ vào Trung Quốc đại lục 2 tuần trước, mang theo lượng mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu 140 năm trước. Cảnh báo lũ lụt cũng đã được đưa ra ở tỉnh Hắc Long Giang do mực nước ở 6 con sông đã vượt qua mức báo động lũ lụt. Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại 9 thành phố ở Nga khi chính quyền ra lệnh sơ tán ở các vùng Viễn Đông bị ngập lụt sau hậu quả của bão. Ít nhất 32 khu định cư bị cắt điện, 543 ngôi nhà và nhiều tuyến đường lớn bị ngập, theo ước tính chính thức. Nước đang dâng lên nhanh chóng ở các khu vực ven sông của thành phố Spakdany, chính quyền Primorye cho biết. Trong khi các nỗ lực sơ tán đã được thực hiện tại các thành phố Jusuriit và Spakdany ở Primorye. Các con sông Spatsovka và Kuleshovka chảy qua lãnh thổ của Spakdany, một thành phố chỉ có 44.000 dân. Các cuộc sơ tán cũng được thực hiện ở một số khu vực của Jusuriit, thành phố có hơn 150.000 dân, cách Vladivostok khoảng 100 km về phía bắc, nơi một con đập được xây dựng để ngăn lũ đã bị vỡ. Nguyên nhân đằng sau mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc. Thưa quý vị, lưu vực sông ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi có 110 triệu người sinh sống, đã phải hứng chịu mưa lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1963 do cơn bão số 5, cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc trong năm 2023 gây ra. Bão số 5 cũng kéo theo lượng mưa lớn cho lưu vực sông Hải Hà, nơi hiếm khi có bão và lượng mưa kỷ lục ở Bắc Kinh trong 40 năm. Điều gì đã xảy ra trong năm 1963? Năm con sông, tương đương với 5 hệ thống thoát nước tự nhiên chính ở miền Bắc Trung Quốc, lần lượt chảy vào lưu vực sông Hải Hà. Lưu vực này bao gồm Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc và thành phố Cảng Thiên Tân. Vào tháng 8 năm 1963, khu vực này đã bị nhấn chìm trong một trận mưa bão kinh hoàng, làm 5.030 người thiệt mạng, 22 triệu người bị ảnh hưởng và buộc hàng triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, hơn 76% diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng do ngập lụt nghiêm trọng.
Để giải quyết tình trạng này, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông hồi đó đã yêu cầu đưa lưu vực sông Hải Hà vào vùng kiểm soát vĩnh viễn, xây hàng nghìn km bờ kè, xây các hồ chứa mới và củng cố hồ chứa cũ, vấn đề nhức nhối từ đô thị hóa. Sau trận lũ lụt năm 1963, dân số tại khu đô thị Trung Quốc đã tăng vọt từ 16% lên 64% vào năm 2022. Lưu vực sông Hải Hà hiện là nơi có số dân đông đúc nhất, bao gồm 25 thành phố lớn và vừa. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đồng nghĩa với sự lan rộng của các bề mặt bê tông không thấm nước và giảm các vùng đất ngập nước và đầm lầy tự nhiên có công dụng hấp thụ và thải nước mưa. Các vùng trũng thấp bao gồm cả các khu vực chứa lũ và gần sông hồ đều bị khai thác triệt để nhằm đáp ứng sự gia tăng dân số nhanh chóng. Kể từ năm 2015, khoảng 30 thành phố của Trung Quốc gồm Bắc Kinh và Thiên Tân đã thử nghiệm các hệ thống giảm thiểu lũ lụt khác nhau, chẳng hạn như nhựa đường và vỉa hè thấm nước để làm chậm dòng chảy, nhưng dường như không mấy hiệu quả, như đã thể hiện trong các đợt lũ lụt càn quét qua những khu vực kể trên. Bị động bất ngờ khi cơn bão đổ bộ. Theo Reuters, thành phố Trắc Châu thuộc tỉnh Hà Bắc, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận đại hồng thủy, không hề có phương án nào để chống lại cơn bão này. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về mưa lớn trong 12 năm, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão bằng mã màu. Tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống tại Trắc Châu nói rằng họ không được thông báo về mức độ nghiêm trọng của tình hình mưa bão hoặc được yêu cầu sơ tán. Trước đó, các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh đã mở các cửa xả lũ tại 7 khu vực chứa lũ ở vùng trũng thấp. Trong đó có 2 khu vực ở Trắc Châu, điều mà các quan chức cho biết là một quyết định không thể tránh khỏi để ngăn các con sông vỡ bờ và bảo vệ các thành phố ở hạ lưu. Tại Hà Bắc, gần 1 triệu người sống trong các khu vực chứa lũ đã được di dời. Một số phương tiện truyền thông nói rằng họ được đưa ra chỉ vài giờ trước khi lũ tràn vào làng. Mã Dương, Phó Chủ tịch Bộ phận Dân sự và Cơ sở Hạ tầng Trung Quốc tại Công ty Tư vấn Cơ sở Hạ tầng IECOM cho biết các trạm kiểm soát lũ lụt được xây dựng vào những năm 1960. Cùng với đó là nhu cầu nước tăng cao và thời tiết khô hạn kéo dài nên người dân ít quan tâm đến mối nguy hiểm của mưa bão. Theo ông Mã Dương, các nhà chức trách nên thực hiện các kế hoạch thoát nước tổng thể cho các thành phố và quản lý vùng ngập lũ. Bắt đầu từ ngày thứ Bảy tuần trước, một đợt mưa lớn mới ở Nam Bộ mạnh lên. Mặc dù mưa ở hầu hết các khu vực đã giảm dần từ ngày thứ Hai, nhưng từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, miền Tây bắt đầu có mưa tăng cường. Trong 3 ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to ở các khu vực phía Đông Tây Nam Trung Quốc, Trung Tâm và Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc và Giang Hán. Trong đó, các khu vực thuộc lưu vực Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Bắc và những nơi khác sẽ có mưa to hoặc mưa rất to. Ngoài ra, trong ngày mùng 4 tháng 9 và ngày mùng 5 tháng 9, một số khu vực ở Tây Tạng, Vân Nam và các nơi khác sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Kể từ mùa lũ chính, lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử. Các tỉnh và thành phố dọc sông Dương Tử phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê, từ đầu tháng đến ngày 3 tháng 9, tổng cộng 129 trạm trên 76 con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo trở lên. Trong đó, 111 trạm vượt mức cảnh báo, 15 trạm vượt mức đảm bảo và 3 trạm vượt mức lịch sử. Trong những ngày qua, mực nước các sông hồ ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn ở mức cao. Tại lưu vực Hồ Động Đình, nơi tình hình lũ lụt căng thẳng nhất, toàn bộ dòng sông Tương Giang nằm trên cảnh báo, khu chứa lũ Hành Dương và Tương Đàm nằm trên mức đảm bảo. Hiện tại, mực nước cao nhất đã xuất hiện tại trạm Kỳ Lân Sơn, trạm kiểm soát xả lũ và Hồ Động Đình, lũ đang tiến về hạ lưu. Mực nước tại trạm Hán Khẩu trên dòng chính sẽ tiếp tục lên chậm, tiếp tục lên đến khoảng ngày 5 tháng 9. Khi phạm vi báo động vượt quá mức tối đa sẽ vào khoảng 1 mét, mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 360.000 người ở Quảng Tây. Được biết, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến hầu hết Quảng Tây từ Bắc chí Nam và hơn 360.000 người ở 25 quận, huyện ở Liễu Châu, Quế Lâm, Bách Sắc và Hà Trì đã bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, Tây Giang, một trong những dòng chính của hệ thống sông Châu Giang, đã hình thành trận lũ số 2 trong năm nay. Lũ lụt vượt mức báo động đã xảy ra tại 72 trạm của 50 con sông bao gồm sông Quý Giang và sông Liễu Giang, là các nhánh của sông Tây Giang. Theo giám sát của Bộ phận Thủy văn thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, vào lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 9, mực nước của trạm Ngô Châu Tây Giang là 18,77m, cao hơn 0,27m so với mức cảnh báo lũ. Khu vực địa phương đã đưa ra ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt đô thị vào ngày 2 tháng 9. Các cửa cống dưới mực nước 20m để ngăn lũ Ngô Châu đều đã đóng. Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết trận lũ Tây Giang số 2 năm nay sẽ đi qua Quảng Đông vào ngày 4 tháng 9.
Trong quá trình lũ đi qua, một số trạm thủy văn ở Quảng Đông sẽ vượt mức nước cảnh báo, nước sông ở một số đoạn sông gần chạm mức đảm bảo. Để đối phó với khả năng nước ngày càng tăng ở thượng nguồn, bắt đầu từ ngày Chủ nhật, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông đã hợp tác với nhiều sở để theo dõi mực nước của sông Tây Giang ở Quảng Đông, tập trung vượt lũ để phòng tránh tai nạn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, Quế Lâm, Hà Trì và những nơi khác ở Quảng Tây phải hứng chịu lũ lụt. Một số ngôi làng và khu dân cư bị ngập lụt, nhiều người bị mắc kẹt. Tại thị trấn Sĩ Đường, quận Lâm Quý, thành phố Quế Lâm, một khu vực rộng lớn của thị trấn đã bị ngập lụt, hơn 30.000 hecta hoa màu bị hư hại, hơn 300 ngôi nhà của dân làng bị ngập lụt. Tất cả những người bị mắc kẹt đã được sơ tán an toàn. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thị trấn Sĩ Đường được bao phủ bởi một đại dương nước mênh mông và một số ngôi làng đã trở thành những hòn đảo biệt lập. Mới đây tại Kim Hoa, Chiết Giang, lượng mưa lớn khiến mực nước sông tăng vọt. Tại một danh lam thắng cảnh giữa những ngọn núi địa phương, bốn du khách đã bị mắc kẹt trong một vọng lâu do nước lũ dâng cao. Thấy mực nước ngày càng dâng cao, cán bộ thôn Trần Quốc Lâm đến ứng cứu để tìm một sợi dây và anh nhảy xuống nước để cứu. Cảnh sát và mọi người đến ứng cứu đã giúp những du khách bị mắc kẹt được an toàn. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một vụ lở đất xảy ra ở làng Vân Long, thị trấn Xiao Mi, huyện Hồi Xương, thành phố Cam Châu, tỉnh Giang Tây. Bức tường một ngôi nhà của Tạ Chí Phúc, người dân trong làng bị đổ và đứa con gái 15 tuổi của anh ta bị đè bẹp. Sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp, Bộ phận Quản lý Khẩn cấp địa phương đã nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường. Do đất đá tràn vào nhà rất nhiều, một góc nhà đã bị cuốn trôi. Nếu sử dụng lực lượng cứu hộ cơ giới quy mô lớn có thể gây sập nhà. Lực lượng cứu hộ chỉ có thể dùng phương pháp đào thủ công để cứu hộ. Sau gần 5 giờ tích cực giải cứu, cô gái đã được giải cứu thành công. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thiên tai lũ lụt trên núi. Dự kiến đến 8 giờ tối ngày 4 tháng 9, khả năng xảy ra thiên tai lũ lụt ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương và những nơi khác. Hãy chú ý đến công việc phòng ngừa như giám sát thời gian thực, phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm, di chuyển và tránh. Thưa quý vị, bão số 5 đang đến và sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc trong thời gian tới. Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới hiện đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines, dự báo trong 12 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão số 5 của năm nay và áp sát dần vùng biển phía đông nam Trung Quốc. Ngoài ra, trong 3 ngày tới, khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc cũng có mưa rào rải rác, mưa to, đối lưu mạnh cục bộ nên người dân cần hết sức cảnh giác. Trận mưa lớn kỷ lục gần đây do hoàn lưu còn sót lại của cơn bão số 5 ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, và lũ lụt đã khiến 33 người thiệt mạng và 18 người vẫn đang mất tích. Hạ Lâm Mậu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kinh kiêm Phó Thị trưởng Điều hành Chính quyền thành phố tiết lộ, tại một cuộc họp báo về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Bắc Kinh vào thứ Tư, rằng lũ lụt đã gây ra tổng cộng 1,29 triệu người ở Bắc Kinh và 59.000 ngôi nhà bị sập, 147.000 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng và khoảng 225.000 mẫu xấp xỉ, 15.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Hiện tại, những thiệt hại do thiên tai này vẫn là dữ liệu theo từng giai đoạn và thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê. Hạ Lâm Mậu cho biết, tính đến 24 giờ ngày thứ Ba, trong thành phố có 33 người chết do lũ lụt, nguyên nhân chủ yếu là do ngập và sập nhà. 5 người chết do được cứu hộ khẩn cấp và 18 người mất tích, trong đó có một nhân viên cứu hộ khẩn cấp. Hạ Lâm Mậu cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Bắc Kinh đã gặp phải trận mưa xối xả hiếm thấy trong lịch sử từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 7 giờ sáng ngày thứ Năm. Lượng mưa ở hồ chứa Vương Giang Nguyên ở quận Trường Bình đạt 745mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong 140 năm kể từ khi có các ghi chép cụ thể ở Bắc Kinh. Lượng mưa trung bình của thành phố là 331mm, lượng mưa trung bình ở quận Môn Đầu Câu là 538mm và lượng mưa trung bình ở quận Phòng Sơn là 598,7mm. Hàng chục con đường và hơn 100 cây cầu bị hư hại do mưa lớn và lũ lụt. Hạ Lâm Mậu chỉ ra rằng hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn và do mức độ nghiêm trọng của thảm họa, công việc tái thiết sau thảm họa có thể mất 3 năm để hoàn thành. Tuy nhiên, theo phương tiện truyền thông chính thức CCTV, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã triệu tập một cuộc họp nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ đẩy nhanh công việc tái thiết sau thảm họa ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, xây dựng lại những ngôi nhà bị sập và sửa chữa các vùng đất nông nghiệp bị ngập nước, đồng thời đưa những người bị thảm họa trở về nhà của họ trước khi mùa đông đến. Thảm họa lũ lụt do bão số 5 gây ra không chỉ gây thương vong về thiệt hại nặng nề về tài sản cho thủ đô Bắc Kinh, mà còn cho nhiều vùng khác của Trung Quốc. Tỉnh Hà Bắc, bao quanh Bắc Kinh đã phải trải qua lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, thành phố Trắc Châu ở tỉnh Hà Bắc, phía tây nam Bắc Kinh, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lũ lụt bắt đầu giảm nhẹ vào thứ Bảy.
cho phép một số người trong số 125.000 cư dân sơ tán trở về nhà của họ vào khoảng 10 giờ sáng thứ Tư theo giờ địa phương tại một điểm check-in nổi tiếng trên mạng ở Ngọc Lâm 3, quận Vũ Trừng, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Hàng chục du khách đang vui chơi chụp ảnh thì bất ngờ nước sông dâng cao, khiến hơn hàng chục người bị lũ dữ cuốn trôi trong tích tắc. Theo Tân Hoa Xã, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người và tìm thấy thi thể của 7 nạn nhân khác. Hiện tại, các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Theo báo cáo của hãng thông tấn AP, trong khi tàn dư của cơn bão số 5 tiếp tục di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào vùng Đông Bắc Trung Quốc, nơi được mệnh danh là vựa lúa, thì Nội Mông, nơi giáp Nga và Mông Cổ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệt độ cao và hạn hán nghiêm trọng. Nó không chỉ đe dọa sức khỏe của người dân và ảnh hưởng đến vụ thu hoạch và gieo trồng vụ thu, mà còn gây ra ít nhất 15 vụ cháy rừng lan rộng khắp khu vực. Hơn 5.000 lính cứu hỏa đang tham gia vào các hoạt động chữa cháy chuyên sâu. Tại thành phố Thư Lan của tỉnh Cát Lâm bị ngập lụt nặng nề, 6 người trong đó có một phó thị trưởng đã thiệt mạng vì lũ lụt. Mưa lớn đổ xuống thành phố Thư Lan trong 5 ngày liên tiếp, đường trong thành phố ngập thành sông, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Tỉnh Hắc Long Giang phía Bắc cũng hứng chịu những trận mưa xối xả, nhiều con sông bị tràn qua đập. Thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khi nhiều thành phố và làng mạc dọc sông Dương Tử bị ngập lụt, khiến 4.150 người thiệt mạng. Vào tháng 7 năm 2021, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, bị ngập lụt do mưa lớn nhiều ngày liên tiếp trên đường phố, ga tàu điện ngầm, đường tàu điện ngầm và hầm đường bộ, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Thưa quý vị, cuộc họp báo về phòng chống lũ lụt và cứu trợ và tái thiết sau thảm họa của tỉnh Hà Bắc đã thông báo vào ngày thứ 6 tuần qua. Tính đến ngày thứ 5, 29 người chết trong tỉnh do thiên tai, trong số đó có 6 người trước đó đã mất tích. Hiện vẫn còn 16 người mất tích và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cứu nạn. Theo cuộc họp giao ban, đợt mưa xối xả kéo dài, cường độ mưa dông lớn, trên lưu vực xuất hiện nhiều đợt lũ, thiên tai nghiêm trọng. Phạm vi phủ sóng rộng, diện tích bị bao phủ bởi lượng mưa trên 100mm đạt 97.200 km², chiếm 51,5% diện tích đất liền của tỉnh, trong đó diện tích bị bao phủ bởi lượng mưa trên 200mm là 53.600 km², diện tích rộng nhất kể từ sau năm 1963. Cường độ mưa cao, lượng mưa toàn tỉnh tương đương với 27,5 tỷ mét khối nước. Lượng mưa trong 24 giờ ở một số khu vực như Bảo Định, Thạch Gia Trang, Hình Đài vượt quá 400mm. Điểm lớn nhất của đợt mưa này xảy ra ở làng Lương Gia Trang, huyện Lâm Thành, thành phố Hình Đài. Lượng mưa tích lũy là 1.008,5 mm. Giá trị đỉnh lũ cao, lũ lụt được đánh số xảy ra ở sông Di Gia, sông Đại Khánh và sông Vĩnh Định. Đỉnh dòng chảy tối đa của hồ chứa Sa Hà Trúc Trang ở thành phố Hình Đài là 7.820 m khối mỗi giây và tốc độ dòng chảy đỉnh lũ là 100 năm một lần. Tốc độ dòng chảy tối đa của miền Bắc sông Juma ở thành phố Trắc Châu đạt 4.500 m khối mỗi giây. Lưu lượng đỉnh lũ của trạm thủy văn Guan, sông Vịnh Định ở thành phố Lang Phường là cao nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn. Tổn thất nặng nề do thiên tai lũ lụt ảnh hưởng đến 110 quận huyện. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày thứ Năm tuần qua, toàn tỉnh đã có 3,8886 triệu người phải gánh chịu thiên tai lũ lụt, 319.700 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 131.500 ha mất trắng, 40.900 ngôi nhà bị sập, 155.500 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở bị hư hại. Có 1.150 trường mẫu giáo và 1.871 cơ sở y tế bị hư hại. Các cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, thông tin liên lạc và thủy lợi trong khu vực thiên tai bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của tỉnh là 95,811 tỷ nhân dân tệ. Theo blog chính thức của Cục Quản lý Khẩn cấp Thâm Quyến, vào tối ngày thứ Sáu, do chịu ảnh hưởng của sự hợp lưu của các luồng không khí lạnh và ấm, thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, gió mạnh, dông bão và lượng mưa lớn xảy ra ở Thâm Quyến. Lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lụt đột ngột ở nhiều khu vực của Thâm Quyến, khiến một số khu vực bị ảnh hưởng. Người dân ở quận Phúc Điền và quận La Hồ do bị ngập đã thiệt mạng hoặc mất liên lạc. Lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở Phúc Điền, La Hồ, Bảo An, Quảng Minh và các quận khác. Trong đợt mưa này, lượng mưa trung bình của thành phố là 40,6 mm, lượng mưa trung bình ở mỗi quận là 65,0 mm. Ở quận La Hồ, lượng mưa tối đa trong 10 phút là 39,2 mm và ở quận Phúc Điền là 39,7 mm. Lượng mưa cực đoan và gần một nửa lượng mưa chỉ tập trung trong 10 phút, nó đã đạt đến một sự kiện chỉ có một lần trong đời, trong 50 hoặc 100 năm mới có một lần. Lượng mưa nửa giờ tối đa là 73,4 mm,
cường độ mưa lớn nhất nửa giờ kể từ khi có hồ sơ khí tượng của Thâm Quyến. Cục khí tượng Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo sét trong thành phố lúc 19 giờ 10 phút ngày thứ Sáu, cảnh báo gió mạnh và mưa đá lúc 20 giờ và cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 20 giờ 10 phút, đồng thời thành phố chuyển sang trạng thái cảnh báo mưa bão. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ Thâm Quyến đã ngay lập tức đưa ra phản hồi khẩn cấp cho những người chịu trách nhiệm phòng thủ của thành phố thông qua hệ thống người chịu trách nhiệm phòng thủ của tỉnh. Lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lụt đột ngột ở nhiều khu vực của Thâm Quyến, khiến một số khu vực bị ảnh hưởng. Người dân ở nhiều cống và cống ở quận Phúc Điền và quận La Hồ bị ngập và chết hoặc mất liên lạc. Trong số đó, dự án vận hành nạo vét mương thoát nước của khu vực khách sạn Hồ Tây và cải tạo lòng sông Bích Gia Sơn, đường Nam Bảo An, phố Quý Nguyên, quận La Hồ, trong số 25 công nhân tại chỗ, 7 người đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi khi chuẩn bị sơ tán. Sau khi cứu được 4 người, tử vong 2 và 1 người mất tích. Trong dự án vận hành nạo vét cống ở phía bắc của công viên Tương Mật, đường Tương Mật Hồ, quận Phúc Điền, hơn 10 công nhân đã sơ tán sau khi nhận được thông báo cảnh báo, 4 công nhân đã bị lũ cuốn trôi và tử vong. 5 công nhân đang thực hiện công việc nạo vét và khảo sát cống ngầm giữa đường Agu và đường Diên Hà ở giữa vành đai xanh ở phố Hoàng Bắc, quận La Hồ đã bị lũ cuốn trôi khi họ đang chuẩn bị sơ tán và 5 người bị lũ cuốn trôi tìm thấy đã chết. Tính đến 23 giờ ngày thứ Bảy, đã có tổng cộng 10 người chết, 1 người mất liên lạc, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Ngay sau thảm họa, thành phố Thâm Quyến đã thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp tại chỗ để tổ chức ứng phó khẩn cấp, các bộ phận khác để tiến hành tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, điều trị vết thương và các công việc khác. Các sở quản lý của tỉnh Quảng Đông đã cử nhân viên đặc biệt đến Thâm Quyến để hướng dẫn cứu hộ tại chỗ, đánh giá thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Tính đến nay, Thâm Quyến đã đầu tư tổng cộng 639 nhân viên cứu hộ, 17 phương tiện và 1 máy bay không người lái. Theo các yêu cầu triển khai có liên quan, Thâm Quyến sẽ tăng cường hơn nữa giám sát thiên tai, cảnh báo và dự báo sớm, thực hiện toàn diện điều tra và khắc phục các nguy cơ lũ lụt trong mùa lũ, tăng cường nhiệm vụ khẩn cấp và chỉ huy và điều phối trong mùa lũ, tăng cường tuyên truyền và đào tạo về lũ lụt, kiểm soát an toàn trong mùa mưa lũ, nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động của thiên tai đối với thành phố, dốc toàn lực nâng cao mức độ an toàn công cộng đô thị. Vào ngày 3 tháng 9, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức một cuộc họp báo. Khâu Văn Song, Phó thị trưởng thành phố Hình Đài, kiêm Phó chỉ huy trưởng trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán đã có phản hồi đặc biệt về những vấn đề nóng hổi được cư dân mạng và xã hội quan tâm. Khâu Văn Song nói rằng lũ sông Kili không phải do con người xả lũ gây ra. Trận lũ này là lớn nhất kể từ năm 1996. Chỉ có một hồ chứa nhỏ Đông Xuyên Khẩu không thể kiểm soát ở thượng nguồn sông Kili. Không có cổng kiểm soát và không có vấn đề xả lũ nhân tạo. Có hai nguồn nước lũ chảy vào sông Kili, một từ tràn hồ chứa Đông Xuyên Khẩu và một từ khu vực miền núi phía Tây vào rãnh thoát nước phía Tây của dự án dẫn nước Nam Bắc. Từ 3 giờ sáng ngày 2 tháng 9 đến 0 giờ ngày 3 tháng 9, lượng mưa ở cả hai khu vực đều vượt quá 360mm, chiếm 60% lượng mưa hàng năm, khiến mực nước của hồ chứa Đông Xuyên Khẩu tăng vọt. Hai dòng nước mưa chảy vào sông Kili cùng một lúc tạo thành một trận lũ lớn khó ngăn chặn. Khi sông Kili thu hẹp nhanh chóng tại cầu Đại Tiên, lũ lụt đã tràn qua chỗ vỡ bờ kè và làm ngập các ngôi làng trong khu vực phát triển. Tóm lại, thảm họa trong khu vực phát triển là do nguyên nhân tự nhiên, không phải do xả lũ nhân tạo. Trước đó, theo dự báo của Đài quan sát khí tượng thành phố Hình Đài sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ vào ngày 2 tháng 9 và ngày 3 tháng 9. Trong thời gian qua, Đài quan sát khí tượng thành phố cứ 2 giờ lại công bố thông tin về mưa. Từ 22 giờ ngày 2 tháng 9 đến 8 giờ ngày 3 tháng 9, căn cứ vào tình hình lượng mưa, báo cáo mưa được điều chỉnh theo thông tin lượng mưa mỗi giờ. Đài truyền hình thành phố, WeChat, Weibo và trang web, màn hình lớn trên đường phố và các kênh phổ biến, thông tin khác để phổ biến rộng rãi đến công chúng. Đối với những thôn vùng hạ du hồ chứa có khả năng điều tiết, chúng tôi đã có cảnh báo sớm và có những sắp xếp đồng bộ từ trước. Do lượng mưa lớn đột ngột và ngắn hạn, khu phát triển đã được thông báo vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 3 tháng 9 và khu phát triển đã ngay lập tức vào làng Đại Tiên để tổ chức chuyển dân. Lúc đó, nước đã bắt đầu tràn vào làng. Mưa xối xả dữ dội khiến nhiều con sông bị lũ cuốn, khiến nhiều nơi trong thành phố bị ngập trong thời gian ngắn. Khu phát triển bị ảnh hưởng nặng nề. Thành phố Hình Đài lần đầu tiên thực hiện công tác cứu trợ thiên tai, chủ động loại trừ các tình huống nguy hiểm, đồng thời chuyển cứu hộ và tái định cư cho quần chúng. Khi lũ rút dần và tình hình nguy hiểm ổn định, các cấp đang tiếp tục xác minh thống kê toàn diện và chính xác hơn về tình hình thiên tai.
Tính đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, xác minh trên địa bàn thành phố đã có 25 người chết và 13 người mất tích. Trong đó có 17 người chết tại khu phát triển và 1 người mất tích. Danh sách tử vong cụ thể đã được công bố và chúng tôi rất đau buồn vì điều này. Sau khi lũ lụt xảy ra, thành phố Hình Đài đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống cứu nạn và chống lũ lụt, đồng thời dốc toàn lực để giải cứu người dân. Các đồn binh lập tức khẩn trương vào khu phát triển, bố trí 28 thuyền xung kích, hơn 280 cán bộ chiến sĩ và tổ chức 1.200 cán bộ quần chúng nhân dân địa phương ứng cứu, bảo vệ các đoạn đê nguy hiểm, sơ tán nhân dân bị mắc kẹt. Hiện tại, khu phát triển đã cử 15 tổ công tác đến tận nhà điều tra tình hình thiên tai tại 12 thôn bị ngập lụt. Công tác phòng chống dịch bệnh vùng thiên tai đã được triển khai đầy đủ, chia buồn, xoa dịu các nạn nhân, thống kê tình hình thiên tai. Tất cả những người được chuyển đến đều đã được tái định cư hợp lý để họ có nước uống, thức ăn để ăn, điều trị y tế, quần áo để mặc và nhà ở. Thưa quý vị, sau cơn mưa xối xả, do cơn bão số 5 gây ra lũ lụt lớn ở miền Bắc Trung Quốc, dữ liệu thiệt hại do thiên tai đã được công bố ở nhiều nơi. Chỉ riêng ở thủ đô Bắc Kinh, gần 60.000 ngôi nhà bị sập và 1,29 triệu người bị ảnh hưởng. Các nhà phân tích cho rằng chính phủ bị nghi ngờ che giấu sự thật về thảm họa và minh oan cho hòa bình. Thiệt hại to lớn do lũ lụt có thể gấp 10 lần con số chính thức và nền kinh tế vốn đã yếu kém của Trung Quốc có thể còn tồi tệ hơn. Khi lũ rút từng ngày và công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng thiên tai đã kết thúc, Bắc Kinh đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ vào ngày thứ Tư. Hạ Lâm Mậu, Phó Thị trưởng Bắc Kinh chỉ ra tại cuộc họp rằng, tính đến 24 giờ ngày thứ Ba, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,29 triệu người ở Bắc Kinh, 59.000 ngôi nhà bị sập và 147.000 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Tổng cộng có 33 người thiệt mạng do thiên tai, trong đó nguyên nhân tử vong chủ yếu là do lũ lụt hoặc sập nhà, 5 người khác thiệt mạng khi được cứu hộ khẩn cấp và 18 người vẫn đang mất tích. Ngoài ra, 225.000 hecta mùa màng bị hư hại, một số công trình bảo tồn nước và cơ sở hạ tầng miền núi cũng bị hư hại nghiêm trọng. Hạ Lâm Mậu thẳng thắn nói rằng những thiệt hại do thảm họa mới nhất chỉ là dữ liệu theo từng giai đoạn và những thiệt hại cụ thể vẫn đang được thống kê. Tại huyện Phong Sơn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, 60.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 6.300 phương tiện bị ngập và 200.000 mẫu đất canh tác trên toàn huyện cũng bị nhấn chìm, trong đó 33.000 mẫu không có thu hoạch. Tại tỉnh Hà Bắc, nơi đảm nhận việc xả lũ từ thủ đô, thiên tai cũng rất nặng nề. Theo thống kê từ Bảo Định, thủ phủ tỉnh, tính đến ngày thứ Bảy trước đó, tổng cộng 1,107 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó 10 người chết và 18 người mất tích. Theo thống kê từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố Bảo Định, thiệt hại kinh tế trực tiếp mà khu vực địa phương phải gánh chịu là gần 17 tỷ nhân dân tệ. Trác Châu, Ba Châu và những nơi khác ở tỉnh Hà Bắc cũng như các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm ở phía Đông Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa, vẫn chưa công bố dữ liệu thiệt hại do thiên tai. Quý vị thân mến, theo trang web của chính quyền nhân dân huyện Hình Sơn, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9, một vụ lở đá bất ngờ xảy ra trên đường Bình Oa ở thị trấn Trần Tử, huyện Hình Sơn, đâm vào một chiếc ô tô, một chiếc xe tải nhỏ 7 chỗ đi ngang qua. Sau khi cứu hộ khẩn cấp tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng, toàn bộ 7 người trên xe đều thiệt mạng. Sau khi vụ việc xảy ra, những người chịu trách nhiệm chính của thành phố Nghi Sương và huyện Hình Sơn đã nhanh chóng đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, nhanh chóng thành lập các đội đặc biệt để xử lý tại chỗ, phối hợp toàn diện và xử lý hậu quả và các công việc liên quan đang được tiến hành một cách có trật tự. Hoàn lưu của cơn bão mạnh số 5 đã gây ra lũ lụt lớn xung quanh thủ đô Bắc Kinh, đặc biệt là ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Không chỉ 4 tầng nhà bị ngập mà hàng trăm nghìn cư dân không kịp sơ tán đã bị mắc kẹt và bị thương. Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước sống ở Đức, nói với VOA rằng Trung Quốc tranh giành đất với dòng sông, thu hẹp dòng sông và lắp đặt các công trình phân lũ để Trác Châu có thể ngăn lũ cho Bắc Kinh và khu vực mới Hùng An, nhưng không thành công. Lên kế hoạch các biện pháp dự phòng kiểm soát lũ lụt cho Trác Châu, mà thủ phạm của thảm họa lũ lụt này chính là con người tạo ra. Thảm họa nhiều hơn là thiên tai và sự điều hành của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thêm một thất bại nữa. Dưới sự tàn phá của bão, chỉ trong 4 ngày, dông bão nghiêm trọng đã bùng phát ở nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, làm ngập lụt tổng cộng 94 quận và 826 thị trấn của tỉnh Hà Bắc, khiến ít nhất 20 người chết và 27 người mất tích. Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước sống ở Đức cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, từ góc độ điều kiện địa lý tự nhiên, đúng là nước của Bắc Kinh sẽ không chảy đến Trác Châu, nhưng các công trình bảo tồn nước nhân tạo sẽ dẫn lũ lụt đến Trác Châu.
khiến Trắc Châu chịu 4 gánh nặng, áp lực lũ lụt. Ông cho biết lượng mưa ở Bắc Kinh lần này tập trung ở Phong Sơn và Môn Đầu Câu thuộc hệ thống sông Yuma và sông Vĩnh Định ở lưu vực sông Hải Hà. Trong số đó, lũ lụt ở quận Phong Sơn ở phía Tây Nam tràn vào Trắc Châu qua sông Yuma. Đây là áp lực lũ lụt tự nhiên nghiêm trọng thứ hai ở Trắc Châu sau trận mưa lớn đầu tiên ở khu vực địa phương. Nhưng ông nói rằng vẫn có một áp lực thứ ba đối với Trắc Châu, đó là lũ từ sông Vĩnh Định ở phía Tây Bắc đèo Môn Đầu chảy vào Trắc Châu qua trung tâm phân lũ nhân tạo tại cầu Lỗ Câu cũ ở Bắc Kinh. Wang Weilun nói rằng sông Vĩnh Định là con sông lớn nhất trong lưu vực xung quanh, có hồ chứa Quan Đình ở thượng nguồn, có thể chứa 4,1 tỷ mét khối, đủ để Bắc Kinh sử dụng trong 2 năm, hoàn toàn có thể cung cấp nước cho Bắc Kinh và ngăn chặn lũ lụt. Tuy nhiên, hồ chứa bị ô nhiễm nước và cạn kiệt vào những năm 1970 và 1980. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển nước từ sông Hoàng Hà để bảo quản nước, đáy hồ được phủ bằng nhựa và bờ sông được đóng cọc bị lấp đầy bởi đá và xi măng, gây khó khăn cho việc thoát nước. Ngoài ra, lòng sông bị thu hẹp để đất xung quanh có thể được xây dựng lại thành nhà ở và phố thương mại. Tất cả các phương pháp này đều không có lợi cho việc kiểm soát lũ lụt. Đối với Trắc Châu, áp lực thứ tư đến từ Hùng An. Có một cơ sở phân lũ mới được xây dựng bên dưới Trắc Châu, có thể chuyển nước lũ đến quận mới Hồng An và khu vực chứa lũ Đông Điếm. Tuy nhiên, Wang Weilu đánh giá rằng các quan chức địa phương có thể sử dụng con đập ở Trắc Châu để bảo vệ Bắc Kinh, Thiên Tân và Hồng An, cho nổ đê chắn nước để đảm bảo lũ chỉ chảy đến Đông Điếm chứ không tràn vào Hồng An. Wang Weilu nói, thượng nguồn của các con sông trong lưu vực sông Hải Hà được kiểm soát bởi các hồ chứa và các kênh ở giữa đều đã được biến đổi nhân tạo và nơi chúng chảy cũng được kiểm soát bởi các dự án phân lũ. Ông cho rằng có quá nhiều điều cần xem xét lại trong cuộc chống lũ của Trắc Châu. Ví dụ, trước đây, tất cả các huyện đều tổ chức cho dân thường đi tuần kè vào mùa mưa lũ, bởi nếu một lỗ nhỏ không được sửa chữa thì đê sẽ bị nước làm vỡ. Nhưng có phải huyện nào cũng tổ chức như vậy không? Hơn nữa, Trắc Châu thiếu kinh nghiệm phòng chống lũ lụt, nhân viên sơ tán cũng rất mất trật tự bởi vì mọi người đều không biết nước từ đâu tới. Có thể sơ tán đến những cao nguyên nào, nhưng đây không phải là vấn đề của những người bình thường mà là trách nhiệm của những người nắm quyền. Wang Weilu cho rằng thất bại lớn nhất của Tập Cận Bình trong việc kiểm soát lũ lụt là không có khả năng sử dụng người trong giai đoạn đầu của lũ. Ngay cả mệnh lệnh chống lũ lụt của Tập Cận Bình ban hành cũng đầy chủ nghĩa hình thức quan liêu. Wang Weilu nói mệnh lệnh chống lũ của anh ta trống rỗng, loại mệnh lệnh này đều là từ trên không và không có biện pháp nào. Hơn nữa, mệnh lệnh chống lũ quan trọng nhất là gì? Muốn có tiền thì phải mang theo tiền, không có tiền thì không gửi được. Lũ lụt ở Trắc Châu đã hoành hành hơn một tuần. Bí thư Thành ủy Trắc Châu Thái Vệ Hoa và thị trưởng Lý Tiên Phong cùng các lãnh đạo cấp cao và cấp thứ hai khác cũng có vẻ là thần âm. Theo Trịnh Thạc, Tổng Giám đốc của quỹ Southern Weekend, ông đã ký một đơn tố cáo qua WeChat rằng ông đã quyên góp đồ tiếp tế để gửi đến Trắc Châu sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ 5.000 người không có thức ăn ở khu vực địa phương, nhưng đã bị một bí thư thị ủy của những người khác từ chối. Anh ta phàn nàn, từ phó bí thư thành ủy đến người được gọi là phó tư lệnh rồi bí thư thị trấn, quan chức nào cũng xuống nhau chém một phát, gọi các anh là cầm thú, tâng bốc các anh. Trịnh Thạc phàn nàn rằng bài đăng đã lan truyền trên Internet, mặc dù chính quyền thành phố Trắc Châu không phản hồi tích cực, nhưng họ đã phát hành một đoạn video ngắn 13 giây trên Weibo vào ngày thứ hai, bác bỏ tin giả rằng 5.000 người không có thức ăn và yêu cầu không có tin đồn. Không tin vào tin đồn, không lan truyền tin đồn. Anh nói với VOA rằng hạn hán ở Bắc Trung Quốc đã trở nên nghiêm trọng trong những năm gần đây và hầu hết mọi người không chuẩn bị để chống lại lũ lụt. Trận mưa bão này thực sự khó ngăn chặn. Nhưng đối với việc quản lý của chính phủ, không có kế hoạch hoàn chỉnh nào cho việc bảo vệ đất thông thường và các đường sơ tán ở hạ lưu trước khi xả lũ. Anh nói, chính phủ cũng đang làm theo cảm tính của mình, không có kế hoạch gì cả, nước đến sẽ xả ra. Ai không may mắn sẽ bị chết đuối. Ông thậm chí còn cho rằng bồi thường sau thiên tai sẽ chỉ là hình thức. Tổng Quốc Thành cũng cho rằng lần này thảm họa nhân tạo cao hơn thảm họa tự nhiên, bởi vì khi lũ lụt xảy ra, các quan chức địa phương coi trọng sự trung thành hơn là công việc chống lũ lụt như cảnh báo sớm và sơ tán theo kế hoạch. Vì vậy, ông nói làm tốt công việc của Bắc Kinh. Tổng Quốc Thành cho biết,
một thảm họa thiên nhiên có làm lung lay quyền cai trị của Tập Cận Bình hay không vẫn còn quá xa vời. Tuy nhiên, từ những bất bình nhỏ của công chúng, nó sẽ trở thành một cuộc nổi dậy dân sự trong xã hội, thậm chí gây ra sự phản kháng và đấu tranh trong xã hội lớn hơn. Nếu có là quá nhiều sự bất bình của người dân được tích tụ và tất nhiên nó cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến chế độ của Tập Cận Bình. Đối mặt với lũ lụt ở Trác Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong đã từng bị thị sát Trác Châu vào đầu tháng này, nói rằng Hà Bắc nên là một con hào tốt cho Bắc Kinh, đã khơi dậy sự tức giận của các nạn nhân. Về vấn đề này, Cảnh Vân, Giám đốc Viện Kỹ thuật Thủy lực của Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc, tin rằng từ quan điểm quy hoạch đất đai không thể nói rằng nó sai, nhưng tiền đề là phải làm tốt việc sơ tán người dân, giao tiếp với quần chúng hay sử dụng diện tích đất canh tác để chứa lũ và xả lũ. Cơ chế đền bù không thô bạo như vẽ ra rồi xử tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảnh Vân nói với VOA về mục đích Trung Quốc bảo vệ Thiên Tân, đặc khu Hùng An và một số khu vực phát triển kinh tế. Cẩm Vân cho biết, ngoài việc xây dựng phần cứng để kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai, các biện pháp phi kỹ thuật cũng được thực hiện. Ví dụ, trận lụt này cho thấy một số thành phố thiếu giám sát dòng chảy, phân tích và dự báo lũ theo thời gian thực. Nếu có các biện pháp liên quan hoặc thành lập trung tâm ứng cứu khẩn cấp cấp khu vực sẽ giúp đóng cầu, sơ tán người dân và các hành động cảnh báo sớm khác. Đáp lại đánh giá sau thảm họa, một học giả ở Bắc Kinh tiết lộ, thứ nhất, quan hệ xuyên khu vực của Trung Quốc với cơ chế ứng phó khẩn cấp vẫn bị ràng buộc bởi bộ phận hành chính. Thứ hai, chính quyền phớt lờ việc nâng cao năng lực kiểm soát lũ ở các vùng đặc biệt. Thứ ba, Trung Quốc cần xây dựng hệ thống trú ẩn thiên tai. Học giả này cho rằng cơ chế khẩn cấp liên vùng còn nhiều bất cập, đặc biệt là một số công trình kiểm soát lũ lụt như hồ chứa, hồ và vùng đất ngập nước không thể sử dụng một cách khoa học trước những hạn chế về mặt hành chính. Ông kêu gọi rằng việc kiểm soát lũ lụt không chỉ giới hạn trong công tác thoát nước mà còn phải hợp tác với các vấn đề về nước, khí tượng, an ninh công cộng, quản lý đô thị, xây dựng nhà ở. Đối với trận lụt này, một số chuyên gia bảo tồn nước cho rằng nguyên nhân chính là do thiên tai chứ không phải do con người gây ra. Một số chuyên gia bảo tồn nước tin rằng giá trị cực đoan của trận mưa xối xả xung quanh Bắc Kinh lần này lên tới 700mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa trung bình hàng năm là 600mm, tương đương với mưa một năm trong một ngày. Mưa xối xả gây ra bởi khí hậu khắc nghiệt này là không thể chịu đựng được đối với bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Do đó, ông cho rằng thủ phạm chính khiến Trác Châu bị thiệt hại nặng nề phải là mưa lớn và địa hình, chứ không phải do Bắc Kinh xả lũ. Chuyên gia bảo tồn nước nói với VOA, có 3 con sông ở Trác Châu và nước từ nhiều thung lũng sẽ chảy xuống. Bắc Kinh và Trác Châu có khoảng cách xa 30-40 km nên nước ở Bắc Kinh không thể di chuyển được đến Trác Châu. Thôi nào! Trời đang mưa rất to từ những ngọn núi ở phía tây bắc của Trác Châu và nó đang chảy xuống. Thưa quý vị, có 14 người thiệt mạng và một người mất liên lạc do lũ lụt do bão số 5 gây ra tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cuối tuần qua. Bắc Kinh cho biết hôm thứ Sáu rằng 147 người đã chết hoặc mất tích do thiên tai vào tháng trước. Mặc dù con số đó chỉ bao gồm các nạn nhân đầu tiên của cơn bão và chính quyền vẫn chưa cung cấp tổng số người chết trên cả nước. Kể từ khi bão số 5 đổ bộ vào miền Nam Phúc Kiến 2 tuần trước, lượng mưa lớn và lũ lụt đã tấn công vùng Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc, gây ra trận mưa xối xả tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận 140 năm trước. Tuần trước, số người chết ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc đã lên tới hơn 20 người và số người chết ở thành phố Thư Lan ở phía Đông Bắc tỉnh Cát Lâm còn tăng thêm. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tối Chủ nhật, 3 quan chức của thành phố Thư Lan đã chết khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp, bao gồm La Húc Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban thành phố Thư Lan của tỉnh Cát Lâm và Phó Thị trưởng điều hành. Các quan chức đã triển khai 2.050 sĩ quan, binh sĩ và 5.400 dân quân đến các khu vực bị thiên tai ở tỉnh Cát Lâm và tỉnh Hắc Long Giang lân cận để giúp chống lũ lụt sơ tán, phân phát nhu yếu phẩm và sửa chữa những con đường bị hư hỏng, theo Tân Hoa xã. Theo báo cáo chính thức của các phương tiện truyền thông, mực nước của nhiều hồ chứa và các con sông lớn ở thành phố Thư Lan đã bắt đầu giảm xuống và duy trì ở mức an toàn. Thành phố Thư Lan cũng tổ chức nhiều lực lượng khác nhau để tiếp tục tiến hành sửa chữa đường xá và tái định cư cho nhân viên. Tính đến tối Chủ nhật, tổng cộng 118,9 km đường bị hư hỏng do nước đã được sửa chữa và cấp điện trở lại cho 14.305 hộ gia đình.
các nhánh sông Tùng Hoa và Nội Giang của các con sông chính phía đông bắc Trung Quốc vẫn ở mức cao nguy hiểm. Chính quyền địa phương cho biết đang gây áp lực lên các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, trong khi điện nước khôi phục tại các khu vực bị ngập lụt ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, việc khôi phục nguồn điện ở ba tỉnh phía đông bắc Cát Lâm, Hắc Long Giang và Liêu Ninh đang được tiến hành. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc yêu cầu các cơ quan bảo tồn nước cấp tỉnh và khu vực có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường tham vấn và phân tích, thực hiện khoa học việc kiểm soát lũ và lập lịch trình cho các dự án bảo tồn nước, tận dụng các hồ chứa để ngăn lũ và cắt đỉnh, tăng cường kiểm tra kè, ứng cứu, bảo đảm các hồ chứa an toàn qua mùa lũ. Phòng chống lũ sông vừa và nhỏ, phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Gần đây, lũ lụt hoành hành khắp Trung Quốc, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm và những nơi khác đã phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Nhiều người dân đau khổ và muốn trốn sang Mỹ để sinh tồn. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác của Trung Quốc gần đây đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng do xả lũ nhân tạo. Để bảo vệ Bắc Kinh và khu mới Hồng An, nhiều nơi như Bảo Định và Trác Châu ở Hà Bắc đã phải hứng chịu thiên tai nặng nề. Nhiều nơi bị tàn phá, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Sở tỉnh Hà Bắc cho biết lũ lụt có thể giảm thu nhập mất đến một tháng mới có. Anh Giang, một cư dân Hà Bắc cho biết trước trận lụt, nhiều người bị giảm thu nhập hoặc thất nghiệp vì suy thoái kinh tế. Ông Trương ở Hà Bắc, nước rút một chút là tài sản cũng mất trắng. Nước ruộng khá sâu, chắc không thu hoạch được. Bây giờ dân chúng càng ngày càng buồn, biết làm sao đây. Những người bình thường chúng tôi muốn đến Hoa Kỳ sinh sống nhưng bị từ chối. Nối tiếp Bắc Kinh và Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm cũng lần lượt bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lớn và xả lũ từ nhiều hồ chứa cùng lúc, gây ra thảm họa nghiêm trọng ở thành phố Thượng Tri, thành phố Vũ Xương, thành phố Mậu Đơn Giang thuộc thành phố Hắc Long Giang và thành phố Thư Lan ở thành phố tỉnh Cát Lâm. Nhiều người và nhà cửa bị phá hủy, bị lũ cuốn trôi, nhiều diện tích lúa bị ngâm trong nước, không thu hoạch được. Ông Mã, một cư dân ở Hắc Long Giang nói rằng, dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân thường không có đường sống và chịu đựng không kể xiết. Nhà cầm quyền xả lũ không báo trước, gây ra lũ lụt nhưng họ nói dối là mưa gây ra lũ lụt, nạn nhân không được cứu trợ và bồi thường. Tất cả đều dựa vào chính mình để tự cứu lấy mình. Vẫn còn rất nhiều người chưa biết tung tích nhưng chính quyền đã chặn tin tức. Anh Mã, cư dân Hắc Long Giang cho biết không phải mưa lũ mà lũ từ trên cao đổ xuống. Ai quan tâm đến dân mình, chúng nó chạy theo lũ rồi, chạy đi chạy lại thôi, thiệt hại quá nặng nề. Tiền cứu trợ của nhà nước không còn nữa, thực sự là người nghèo không thể có được tiền cứu trợ. Nhưng người thân và bạn bè là các quan chức có thể có được và các quan chức tham nhũng được lại quả. Đây là một thực tế tham nhũng ở Trung Quốc. Hãy cho tôi một cơ hội để đến Hoa Kỳ, tôi thà sang Mỹ đi ăn xin bây giờ còn hơn. Các video đăng trên Internet cho thấy vào ngày 3 tháng 9, nhiều ngôi làng ở Thiên Tân bị ngập lụt, nhiều ngôi nhà diện tích đất canh tác rộng lớn và nhà kính trồng rau bị ngâm trong nước. Sáng ngày thứ Năm tuần qua, con đập ở thị trấn Tân Lý, tỉnh Hà Bắc ở thượng nguồn đoạn sông Đại Khánh bị vỡ. Nước lụt đổ về nhanh chóng, ngay lập tức tràn ngập thành đại dương nước mênh mông. Đồng thời, mực nước lũ ở thị trấn Thái Đầu, Thiên Tân ở hạ lưu sông Đại Khánh đã hạ xuống. Cư dân mạng đặt câu hỏi rằng, để bảo vệ Thiên Tân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ ở các làng và thị trấn thượng nguồn ở Hà Bắc. Có video cho thấy 6 giờ sáng hôm đó đê vỡ, nước lũ tràn về rất nhanh, nước lớn quá, một người dân ở Hà Bắc nói. Nhiều người dân địa phương theo dõi dòng lũ từ xa, hết rồi, dòng sông, bờ kè đã vỡ tung hoàn toàn. Một người dân Hà Bắc khác quay video tại hiện trường bờ kè bị vỡ. Trong video, một chiếc xe tải đang chạy trên đường ngập nước, tài xế than thở. Hết rồi, đổ rồi. Đồng thời, mực nước lũ tại thị trấn Thái Đầu, quận Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân ở hạ lưu sông Đại Khánh đã giảm đáng kể. Nhật báo Thanh Niên Trung Quốc đưa tin rằng mực nước của sông Đại Khánh đã giảm đáng kể vào sáng hôm đó và một số đội cứu hộ đang dần sơ tán khỏi đây. Thị trấn Thái Đầu tiếp giáp với thị trấn Phương Khẩu ở phía Nam và thị trấn Tân Lý, huyện Ôn An, tỉnh Hà Bắc ở phía Tây. Một người đàn ông ở thị trấn Thái Đầu đã công bố một đoạn video tại địa điểm kiểm soát lũ vào ngày thứ Năm, nói rằng vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó, sông Đại Khánh ở An Lý Đồn, tỉnh Hà Bắc đã vỡ bờ bao và nước lũ tràn ngập về phía thị trấn Thái Đầu. Một số cư dân mạng thẳng thắn cho biết trong khu vực bình luận, mực nước đã giảm vì thượng nguồn đã vỡ.
Theo Beifang.com, hơn 6.000 dân làng từ các làng Bắc Chiếu Đầu, Nam Chiếu Đầu và Đoạn Đế ở thị trấn Vương Khẩu, Thiên Tân, gần Hà Bắc cũng được chuyển khẩn cấp do lũ lụt. Để bảo vệ Bắc Kinh, Hùng An và Thiên Tân gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần xả lũ vào tỉnh Hà Bắc, Trác Châu và Ba Châu ở tỉnh Hà Bắc bị ngập lụt do lũ lụt nhân tạo, gây thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Vô số người mất nhà, mất cửa, người thân họ hàng. Hiện tại Thiên Tân, nơi nằm ở cửa lũ, cũng đang phải đối mặt với những thách thức. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng, Thiên Tân nằm ở cuối Cửu Hà, đảm nhận 75% nhiệm vụ xả lũ ở lưu vực sông Hải Hà. Kể từ khi lũ lụt bùng phát, mực nước của sông Vĩnh Định, sông Đại Khánh và sông Đô Lưu Kiếm đã dâng cao nhanh chóng và tình hình kiểm soát lũ lụt ở Thiên Tân là cực kỳ nghiêm trọng. Vào chiều ngày thứ Hai, Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung ương đã thành lập một sở chỉ huy liên hợp tiền phương trên tiền tuyến sông Đại Khánh ở Thiên Tân để tiến hành chỉ huy chung của quân khu, đồn trú Thiên Tân. Các sĩ quan và binh lính cảnh sát vũ trang và lực lượng dân quân ứng phó với thiên tai cứu trợ ở Thiên Tân. Vào ngày thứ Tư, Chen Miner, Bí thư Thành ủy Thiên Tân, Trương Công Thị trưởng, Hoàng Minh, Tư lệnh Chiến khu Trung tâm, Từ Đức Thanh, Chính ủy và Chu Văn Tường, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang đã đến thăm Thiên Tân và chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Nhạc Sơn nói với NTD TV rằng, Quân đội Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố thành lập một sở chỉ huy tiền phương ở Thiên Tân. Quân đội có cơ chế và phương tiện để nhanh chóng xử lý xác chết. Thưa quý vị, vào lúc 19 giờ 25 phút ngày 4 tháng 9, Sở Cứu hỏa thành phố Hà Châu, Quảng Tây nhận được một báo động. Nó được đặt tại công viên rừng quốc gia Cô Ba Sơn tại địa phương. Do đột ngột mưa lớn, lũ quét khiến 8 du khách bị mắc kẹt sâu trong núi, tình thế cấp bách. Lúc 20 giờ 56 phút tối, nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường. Cuộc điều tra bằng máy bay không người lái cho thấy 8 người bị mắc kẹt đều bị mắc kẹt trong rừng núi ở lối vào leo núi của khu danh lam thắng cảnh. Do nước lũ chảy xiết, đường núi dốc và dòng chảy xiết nên những người bị mắc kẹt không thể xuống núi. Sau đó, Sở Cứu hỏa địa phương thành lập trụ sở tại chỗ, lập tức nghiên cứu và phán đoán tình hình tại hiện trường. Cuối cùng, quyết định dùng thang 6m làm cầu gỗ, sau đó dùng thang kim loại dài 15m làm cầu lan can bảo vệ, nhanh chóng xây dựng kênh thang cứu hộ. Tại hiện trường cứu hộ, lực lượng cứu nạn đã giúp các du khách mắc kẹt mặc áo phao, thắt dây an toàn, dùng thang kéo, dây an toàn kéo du khách vào bờ. Theo các du khách, có 8 người bị mắc kẹt lần này, trong đó có 2 trẻ em, tất cả đều đến khu thắng cảnh núi Kupo lúc 10 giờ sáng và bắt đầu hành trình leo núi. Một khi xảy ra lở đất bất ngờ hoặc nhân sự hạ thân nhiệt, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Sau 3 giờ tập trung cứu hộ, lực lượng cứu hộ đã chuyển thành công 8 du khách bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Quý vị thân mến, thiên tai thường xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Giang Tô bị lốc xoáy tấn công khiến ít nhất 17 người thương vong. Kiểm tra flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9, lốc xoáy tấn công Giang Tô 17 người thương vong, người dân gào thét kinh hoàng. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 3 tháng 9, một thị trấn ở phía nam huyện Đại Phong, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bị lốc xoáy tấn công, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Lốc xoáy đi đến đâu, cát đá bay đến đó, cư dân mạng gọi là kinh hoàng. Các quan chức cho biết có 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận lốc xoáy, nhưng chưa rõ con số thương vong thực sự. Cùng ngày, lúc 8 giờ 55 phút tối ngày 3 tháng 9, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở Sở Hùng, Vân Nam với độ sâu tiêu cự 10 km. Thương vong chưa rõ, trận động đất dường như có điểm báo trước. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật tuần trước, một lượng lớn đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước ở Hồ Điền Chí, Vân Nam. Vào thời điểm đó, một số người đã suy đoán liệu có liên quan đến các thảm họa như động đất hay không. Nhưng các chuyên gia đã phủ nhận điều đó, cư dân mạng chế giễu, cá biết câu trả lời tốt hơn các chuyên gia. Thưa quý vị, để bảo vệ Bắc Kinh và khu mới Hồng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ mà không báo trước gây lũ lụt ở Trác Châu, Hà Bắc và những nơi khác, gây thương vong nặng nề và thiệt hại kinh tế to lớn. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra, nhưng đến nay, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa xác định được số tiền bồi thường. Các nạn nhân nơm nớp lo sợ dọn dẹp nhà cửa vì sợ làm hư hỏng vật chứng. Tại khu vực xảy ra thảm họa, một nữ cán bộ đã mạnh mẽ bảo vệ hành động của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến dư luận phẫn nộ. Nữ cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, để tôi nói cho bạn biết, bạn có đang bỏ lỡ một miếng thức ăn nào không? Có phải chính phủ đã nói rằng họ sẽ không trợ cấp cho bạn? Nạn nhân tức giận kéo nữ cán bộ xuống dòng lũ chưa kịp rút, khiến cư dân mạng vỗ tay tán thưởng. Lũ lụt gần đây của Trung Quốc tiếp tục tàn phá.
bão Kanun, cơn bão số 6 trong năm nay, sau nhiều lượt đổ bộ vào Liêu Ninh, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và 3 tỉnh miền Đông sẽ đón một đợt mưa lớn mới. Kiểm tra flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9. Bão số 6 băng qua bán đảo Triều Tiên và lại đổ bộ vào khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc của Trung Quốc với lượng mưa lớn. Cơn bão số 6 năm nay đã vượt qua đảo chính của Triều Tiên và tiến thẳng vào Trung Quốc sau nhiều vòng rẽ. Tâm bão số 6 đổ bộ vào bờ biển thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh lúc 11 giờ đêm ngày thứ 6. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra dự báo gió mạnh với gió giật mạnh từ cấp 9 đến cấp 10. Dự kiến trung tâm cát lâm phía Tây và phía Đông Hắc Long Giang cũng như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Phạm vi lượng mưa rất trùng lặp với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước đó. Hôm thứ Sáu, một đợt mưa mới bắt đầu ở một số khu vực của thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang và đường phố ngập trong nước. Người dân địa phương cho biết, thạch môn tử này, nhìn nước này, ôi, Chúa ơi, cho đến nay, mực nước vẫn đang tăng bắt đầu từ sáng nay. Trong vòng 2 giờ, người dân phải sơ tán khẩn cấp. Nam Ninh, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn, ô tô ngập nước do tích nước trong thành phố. Hôm thứ Sáu, Nam Ninh, Quảng Tây cũng hứng chịu một trận mưa xối xả bất ngờ, thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng, một lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước. Đê sông Đại Khánh vỡ, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi ngờ xả lũ đến Hà Bắc để bảo vệ Thiên Tân. Sáng thứ Năm, đập thủy điện ở thị trấn Tam Lý, tỉnh Hà Bắc, thượng nguồn đoạn sông Đại Khánh bị vỡ, nước lũ ập xuống nhanh chóng tạo thành đại dương bao la trong tích tắc. Người dân địa phương cho biết, lúc 6 giờ sáng ngày thứ Năm, sông Đại Khánh bị vỡ bờ kè. Đồng thời, mực nước lũ tại thị trấn Thái Đầu, quận Kinh Hải, thành phố Thiên Tân ở hạ lưu sông Đại Khánh đã giảm đáng kể. Mọi người đặt câu hỏi rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ ở các làng và thị trấn thượng nguồn ở Hà Bắc để bảo vệ Thiên Tân. Hắc Long Giang, Vũ Xương bảo vệ quyền của nạn nhân thảm họa tòa nhà chính phủ khóa cửa. Gần đây, thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang, nổi tiếng với gạo chất lượng cao, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều ngôi làng và những vùng đất màu mỡ rộng lớn bị ngập lụt. Hôm thứ Tư, một lượng lớn nạn nhân đã đến tòa nhà chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi của họ, yêu cầu giải quyết các vấn đề sinh tồn cơ bản. Người dân địa phương cho biết, đây là lão nông dân của chúng tôi, phàn nàn. Cổng đã bị khóa và chúng tôi không được phép vào, không ai trong số họ được phép vào. Bây giờ chúng tôi ngập lụt đến mức không có chỗ để ăn ở, không có thức ăn, hiện tại dân chúng cũng không có chỗ đi thỉnh nguyện. Đây là chính quyền sở tại, dân chúng thỉnh nguyện đều không tiếp nhận,